Chương trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay. Cơ duyên. Cơ duyên là gì? Nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm của nhạc sĩ Hoài An có câu: mong đầu năm cuối năm gặp may. Việc gặp may đó là cơ duyên đấy, phải không? Nhạc sĩ Hoài An không dùng việc gặp may để nói lên những cái lợi lộc vật chất, mà là cơ duyên nhận được những giá trị tinh thần. Ông nói giá trị tinh thần đã nằm trong câu gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rồng mây, duyên tình đẹp ý đắm say. Quý vị sẵn sàng chưa? Ôm nàng xuân đẹp vào tay. Ôm được nàng xuân đó là gặp cơ duyên cơ may. Cơ duyên không chỉ là cơ may. Cơ may ngụ ý nói đến việc gặp được phước hạnh mà trị giá có thể thấy trong đời sống vật chất, tiền tài. Còn cơ duyên ngụ ý nói đến cái tình cảm là một điều gì thật trừu tượng. Vì trừu tượng nên không thể định dáng, không thể định hình, không thể định lượng, không thể định nghĩa. Như thế thì làm sao biết cơ duyên là cơ duyên? Hỏi những người có duyên. Hỏi những người vô duyên thì biết. Người không có duyên thì dĩ nhiên không biết cơ duyên là gì rồi. Nhưng tôi cũng đã gặp, đã từng gặp những người rất có duyên mà cũng tỏ ra rất lúng túng để trả lời, giải thích về cái duyên mình đang có. Đơn vị của thời gian là một ngày, giờ. Sách trang thì đơn vị của nó là một trang. Đơn vị của nước là một giọt. Đơn vị của cát là một hạt. Đơn vị của tóc là một sợi. Sợi đó có thể sợi bạc hoặc sợi tóc đen. Nhưng mà tôi hỏi quý vị biết đơn vị của nỗi buồn là gì không? Giống như sợi tóc, nỗi buồn cũng đếm từng sợi quý vị. Huy Cận nói như thế, sợi buồn con nhện giăng tơ, buồn mà. Con nhện nó giăng từng sợi buồn. Quý vị và các bạn nghĩ sao về đơn vị cơ duyên đây? Đơn vị cơ duyên là gì? Nếu tôi đề nghị đơn vị của cơ duyên là một lần gặp gỡ, thì thế nào? Mong là có nhiều người đồng ý. Nếu không thì xin hãy nhẫn nại cho tôi được cơ hội giải thích. Vì đây là cơ duyên được gặp gỡ để giải thích về cái cơ duyên cho quý vị. Cái may trong đời sống, tình cảm, thì gọi là duyên. Làm sao biết mình có duyên với ai? Hay tốt hơn, biết ai có duyên với mình? Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ, vô duyên, đối diện bất tương phùng. Dù ngàn dặm xa cách mà có duyên với nhau thì rồi cũng sẽ gặp nhau. Mà nếu có duyên với nhau thì chờ đợi bao lâu cũng sẽ có cơ duyên để mà kết duyên. Vô duyên, đối diện bất tương phùng có nghĩa là cái duyên nó đứng chần chừ trước mắt á, mà vẫn vô duyên, mù lòa, không nhận ra. Cái thời điểm gặp duyên may là hạnh ngộ, là kỳ ngộ. Ngộ là gặp, kỳ là kỳ lạ. Hạnh là cơ may nhận được cái phước lành để gặp. Duyên. Trước chữ duyên ta có chữ cơ. Cơ đây là thời điểm, là cái cơ hội,
là cái dịp tiền được gặp Mai. Chữ Mai ngầm nói đến điều tốt đẹp, phước hạnh, sung sướng. Thông thường thì ta bảo người có duyên là người gặp hên, gặp Mai. Cái ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm của nhạc sĩ Hoài An đó có câu: mong đầu năm cuối năm gặp Mai. Mai giống ai? Làm sao biết được Mai để mà gặp? Mai chỉ đến đầu năm, Mai chỉ đến cuối năm, hay là Mai đến từ đầu năm đến cuối năm? Niềm tin cho chúng ta hiểu biết lời Chúa dạy về cơ duyên, về may mắn như thế này. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 29 câu 9 chép rằng: các ngươi khá giữ gìn làm theo lời của Chúa, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm. Muốn biết, đọc lại câu đó đi. Làm theo lời Chúa là được may mắn trong công việc mình làm. Tôi được may mắn thường xuyên. Thường xuyên. Giô-suê cũng xác nhận điều đó rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong này. Chép ở trong này. Vì đó là lý do ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Bí quyết đó. Bí quyết đó. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng nếu mà không có cái được cái may mắn phước hạnh đó là có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Vấn đề là nếu mà giấu tội lỗi mình thì không được may mắn. Trong Ngôn 28 câu 13 nói như thế: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Quý vị, xưng nó ra, lìa bỏ nó, được thương xót thì sẽ kinh nghiệm được, sẽ gặp được cơ duyên để được thương xót, để được may mắn. Làm lơ nó không ích lợi gì cả. Gặp may mắn và hưởng được phước là như thế. Nhưng có bao giờ quý vị và các bạn quan tâm đến cơ duyên được gặp đấng ban phước hạnh và may mắn cho mình chưa? Bàn về cái duyên trong niềm tin là bàn về cái nhìn kết hợp mọi sự để đem lại kết quả ích lợi. Sứ đồ Phaolô giải thích: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, để kinh nghiệm cái cơ duyên gặp Chúa và gặp sự may mắn phước hạnh trong đời. Để hiểu được rằng cơ duyên gặp được tất cả những việc xảy ra trong đời và nhìn thấy được cái ý nghĩa đó trong hai chữ mọi sự. Mọi sự. Mọi sự ở đây là gồm tất cả những việc Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mọi việc cho chúng ta được có cơ hội chứng kiến, đối diện, đối phó. Tùy vào cái nhìn của từng việc, theo sở thích hay thành kiến mà ta phân biệt duyên nào là duyên nào. Những điều quan trọng là ta phải nhận biết rõ ràng rằng không có điều gì nằm ngoài quyền tể trị kiểm soát của Chúa để dẫn đến kết luận thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Từ những mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế, quốc gia cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống của chúng ta đều nằm trong sự tể trị, điều động, kiểm soát của Chúa. Con tạo xoay vần có nghĩa là như thế. Con tạo xoay vần, vẫn xoay vần theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có buông xuôi, nhắm mắt đưa chân hay không, thì con tạo vẫn là con tạo và ý muốn của Đức Chúa Trời vẫn được thực hiện trên cả vũ trụ này và ngay cả đời sống của quý cụ, quý bà chị em. Mỗi người có thể có những mưu ý, tính toán và hành động riêng tư. Và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những mưu tính và việc làm của mình. Tất cả những sự gì xảy ra cho chúng ta đều nằm trong sự tể trị kiểm soát của Chúa để thành sự tại thiên. Có oán trách, than vãn, hay là được nhảy nhót hân hoan vì ý mình hợp với ý trời, hay là khám phá ra rằng ý trời lại hợp với ý mình, thì cứ
phản ứng theo cái điều chúng ta suy nghĩ. Nhưng hãy để ý đến cái triết lý cao cả của cái chữ hiệp lại. Hiệp lại. Hiệp lại có nghĩa là hợp duyên. Giống như một vị y sĩ phối hợp các vị thuốc để trở thành một bài thuốc. Bài thuốc đó là một bài thuốc hay. Chúa đã phối hợp tất cả các yếu tố lại để làm thành ý muốn của Ngài. Mục đích tối hậu là làm ích, phải không ạ? Tuy nhiên khi nói đến cái lợi ích, chúng ta thường nghĩ ngay đến cái lợi ích cho sức khỏe, cho giàu có, cho may mắn của chính chúng ta. Nhưng ích lợi có giá trị mà Chúa muốn đem đến thì không phải như vậy đâu. Mà là ích lợi có tính cách hướng thượng, có giá trị tâm linh. Đặc biệt là những ích lợi chung. Suốt cả lịch sử, mỗi người gặp Chúa đều đến với Chúa cách riêng tư và thiết lập mối quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa. Và tôi gọi đó là cơ duyên được gặp Chúa. Quý vị và các bạn, có mời ai đến dùng bữa ăn tối với mình chưa? Chắc hẳn là có. Cái giờ ngồi chung với nhau cũng là giờ để chúng ta chuyện trò tâm tình, phải không ạ? Ngồi ăn chung với nhau đó là cái hình ảnh nói lên cái tình bạn thân thiết. Và đó chính là mối quan hệ của Chúa muốn thiết lập với quý vị và các bạn để hiểu cơ duyên gặp Chúa là gì. Tiếng nói quý vị đang nghe qua chương trình Văn hóa Niềm Tin hôm nay, qua 15 phút dưỡng linh này, là những tiếng gõ cửa của Chúa. Quý vị và các bạn đã nghe tiếng gõ cửa nhưng có sẵn sàng mở cửa mời Ngài ngự làm Chúa của tâm hồn mình giờ này không? Nghe tiếng gõ cửa bởi thính giác chúng ta nghe. Nhưng hãy lắng nghe trong yên lặng. Quý vị sẽ nghe được chính Chúa gọi tên của mình. Lắng nghe tiếng Chúa gọi tên của mình. Thời điểm này, hôm nay, giờ này là cơ duyên, là hạnh ngộ để quý vị và các bạn quyết định để tùy duyên chọn lựa cho linh hồn mình một cõi về. Muốn thật hết lòng. Tôi muốn thật hết lòng để mời quý vị và các bạn đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là phúc âm quý vị ơi, đó là tin lành, là tin mừng cứu rỗi chúng ta cậy vào cơ duyên được gặp gỡ qua làn sóng này. Để loan báo cho quý vị và các bạn ngay thời điểm này, đây chính là cơ duyên, là hạnh ngộ. Quý vị mở lòng mình và thưa với Chúa rằng: Xin Chúa thương xót con, xin Chúa giáng sinh vào lòng con như đã giáng sinh vào máng cỏ năm xưa. Thưa quý vị và các bạn, sự sống đời đời là một cuộc sống có ý nghĩa trên cõi đời này và một đảm bảo cho cõi vĩnh hằng. Không ai trong chúng ta sống mãi ở cái đời này. Mỗi ngày chúng ta sống là một ngày đi gần với cõi vĩnh hằng hơn một bước. Quý vị và các bạn đang bước đi như thế nào trên cõi đời này và có đảm bảo gì cho cõi tương lai chưa? Hãy suy nghĩ, hãy dùng cơ hội này thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con muốn kinh nghiệm được cái cơ duyên gặp Chúa. Lạy Chúa, xin đến với con ngự trong lòng này. Cứu Chúa Giê-xu ơi, máng rơm khô xương Ngài nằm, là chính tâm hồn con xin rước Ngài giờ đây. Chúng tôi vui mừng công bố cơ duyên này là cơ duyên quý vị đã gặp Chúa nếu quý vị hiến lòng của mình cho Chúa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới, có một sứ điệp khác trong loạt bài Có Chuyện Biết. Xin Chúa ban phước trên quý vị từng ngày cho đến khi chúng ta gặp nhau lại. Amen.